chào các bạn, mình là Thu Minh Chi. Hôm nay mặc dù là các bạn rất bận rộn và mình cũng rất bận rộn, nhưng mà mình buộc phải ngoi lên đây để lại tiếp tục lải nhải với các bạn một vài vấn đề. Là bởi vì thông qua các số liệu thống kê của Token Korea và thông qua cái quá trình mà mình trực tiếp tư vấn học viên qua thời gian bấy lâu nay, mình có những cái vấn đề rất là bức xúc và mình buộc phải ngoi lên, không nói không chịu được các bạn ạ. Nên là mình làm cái video này để có thể nói chuyện với các bạn một chút, thì hy vọng là các bạn sẽ nghe được đến hết video nhé. Bởi vì đây là một vấn đề không phải của riêng ai, là của chính các bạn, là của chính chúng ta luôn, mà khiến Minh Chi vô cùng bức xúc. Nào, thì bây giờ cái vấn đề chúng ta đặt ra là gì đây? Năm 2020 là thôi tháng 9, cuối tháng 9 rồi, coi như hết rồi. Năm nay coi như hết rồi. Tháng 10, tháng 11 ai thi thì thi rồi, đăng ký thi xong xuôi hết cả rồi, cả Việt Nam, cả Hàn Quốc rồi. Ván đã đóng thuyền xong, đúng không? Thì câu chuyện bây giờ đặt ra là cái gì? Là năm 2021, đúng không? Và là cái gì? Là cái năm 21 này người ta sẽ có một chút thay đổi về dạng format để thi này. Rồi năm 22 là sẽ dự kiến là thi trên máy tính này. Rồi năm 23 thì sẽ là gì? Thi dự kiến là thi nói, vân vân. Đấy những cái sự thay đổi đấy làm cho chúng ta thấy cái gì? Một điều là nếu như bây giờ chúng ta không chuẩn bị thì chúng ta khi đó chúng ta sẽ gì? Hoảng loạn, hoang mang, rồi là chúng ta chạy đi khắp nơi, chúng ta tìm mọi cách để chúng ta có thể đỗ được cái topic này. Thế bây giờ tại sao lại không đặt luôn ra được một cái kế hoạch cho mình làm thế nào để mình lấy được cái topic một cách sớm nhất, để trước cả những cái sự thay đổi kia. Đúng rồi, những cái thay đổi kia trước khi nó diễn ra là mình đã có chứng chỉ trong tay rồi. Cái câu mà mình vẫn nói dạo này đấy là gì? Mệt 2-3 tháng nhưng mà khỏe 2 năm các bạn. Đấy, thế thì làm thế nào để chúng ta có thể hấp được cái topic này, đúng không? Trước những cái sự thay đổi kia, những cái sự thay đổi kia thì để cho các bạn bè của chúng ta nó hoảng loạn đi, còn mình ngồi khoanh tay rung đuối. Các bạn cứ tự nhiên, mình sẽ theo dõi, mình sẽ xem các bạn khổ sở như thế nào, còn mình có topic trong tay rồi, ok đấy. Rồi, thế thì lắng nghe một chút nhá. Ở đây vấn đề là cái gì các bạn? Vấn đề là các bạn đã học tiếng Hàn rồi, các bạn cứ cho là học ở A1 rồi, ở Aktang rồi. Thế thì các bạn sẽ là gì? Thường người ta sẽ có lớp Chogup, Chunggup, rồi là Hoa Hoa vân vân. Thế thì người ta đang xếp lớp cho các bạn là theo silog, là gì? Theo năng lực thực tế của các bạn, bạn đang ở ngưỡng này thì đi vào lớp này. Thế thì có một điều nghịch lý ở đây, đấy chính là đến khi đi thi topic cũng vậy. Các bạn đặt mục tiêu là năm nay mình sẽ phải có topic cấp 3 để mình lên chuyên ngành. Năm nay mình sẽ phải có topic cấp 4 để mình lấy được cái học bổng. Thế nhưng mà buồn cười cái là cái mục tiêu, cái mục tiêu của các bạn là như vậy, ok, rất là tốt, là bạn đã có được cái mục tiêu của mình. Nhưng mà một điều nghịch lý đấy là cái mục tiêu với lại cái xin lớp này nó khác nhau các bạn ơi. Năng lực và mục tiêu nó khác nhau. Bạn đang ở ngưỡng này nhưng mà bạn đòi lên ngưỡng này, trong khi đấy bạn lại không biết cái xin lớp hiện tại của mình đấy là cái câu gì đấy. Ở đời với mình là ai chứ, đúng không? Rất nhiều bạn là không biết mình là ai nhưng mà cứ đòi với cao, mà với cao thì đương nhiên là ngã đau rồi các bạn. Có một cái câu mà chúng ta biết rồi đấy, xây nhà thì phải xây từ móng chứ sao lại xây từ nóc. Dĩ nhiên là xây từ nóc thì nó sẽ dễ đổ đấy. Nên là mình rất là bức xúc và buộc phải nói chuyện với các bạn ngày hôm nay là vì thế đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem tiếp nhé. Thế thì ví dụ cụ thể luôn đi, bởi vì kiểu gì thì kiểu mình nói không là các bạn không bao giờ tin. Đấy, thế nên là mình sẽ nói chuyện với các bạn về cái trường hợp của hai bạn A và bạn B ở kỳ số 70, là kỳ vừa diễn ra tháng 7. Đáng nhẽ là nó phải diễn ra sớm hơn nhưng mà bị lùi. Thế là tháng 7 vừa rồi nó vừa diễn ra cái kỳ 70 này rồi nhá. Thì bạn A bạn ấy được thực kỳ là 49, dư kỳ là 22, dư kỳ là 54, tổng là 135, thì đây là một cái điểm tương đối an toàn đối với topic cấp 3. Nhưng mà bạn B, xem trường hợp của bạn B thì sao? Điểm nghe, điểm viết, điểm đọc cũng không khác cách biệt là mấy. Nhưng câu chuyện nó sẽ là khác biệt ở cái tổng điểm. Một bạn thì 135 trong khi một bạn thì là 95. Điều gì đã xảy ra ở đây? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Chúng ta sẽ cùng xem. Đấy là nếu như mà các bạn quay trở lại một chút nhỉ. Đây, cái vấn đề ở đây lấy là gì đấy? Bạn A và bạn B này, một bạn đỗ và một bạn trượt, đúng không? Thì là cùng chọn một khóa học như nhau, đã có một cái lựa chọn như nhau, nhưng mà cái kết quả thì lại vô cùng khác nhau. Một bạn đỗ và một bạn trượt, kết quả là khác nhau hoàn toàn rồi, chứ chả phải là chênh 1-2 điểm gì cả.
Thế thì lựa chọn nào đúng cho chúng ta? Câu hỏi đặt ra là như vậy, lựa chọn nào đúng cho chúng ta đây? Các bạn nhìn vào đây thì sẽ thấy là gì đây? Ví dụ một cái lộ trình như thế này, tháng 3 bạn đặt quyết tâm là bạn phải lấy được topic ở trong tháng 5. Thực ra kỳ thi tháng 5 nó bị lùi thành tháng 7 thì thôi mình cứ cho nó là tháng 7 đấy nhá. Thế thì là tháng 3 là bạn mua khóa học topic cấp 3, bạn vào lớp học topic cấp 3. Sau đấy thì tháng 7 bạn đi thi, bạn trượt. Thế thì rồi bây giờ tiếp tục bạn học để đến tháng 10 bạn đi thi tiếp. Thì bạn tiếp tục lại vẫn học cái khóa topic 3 đấy thì có cái điều gì đảm bảo cho bạn là có cái điều gì đảm bảo cho bạn là bạn sẽ đỗ đâu? Ai dám chắc, đúng không nào? Thì thay vì thế thì bạn làm sao? Tháng 3 bạn học cái gì? Chu cấp mùn bọp đi, bạn học chu cấp yu hong đi. Bởi vì là những cái này nó là nền tảng, nền móng, là cái móng để bạn xây nhà, là cái bức tường, là các cái căn phòng trong cái nhà của các bạn. Sau đấy tháng 7, tháng 8 bạn chưa đi thi vội. Tháng 7, tháng 8 bạn bắt đầu tiếp tục học cái gì? Cái yu hong của topic cấp 3. Tức là bây giờ bạn mới bắt đầu một cách chính thức ôn vào cái topic cấp 3. Thì khi này bạn đã có nền tảng, nền móng thì bây giờ bạn gì nhỉ? Đổ trần. Bạn có thể đổ trần xi măng, bạn có thể lát ngói hay là lợp gì đấy tùy bạn, lợp tôn, lợp gì đấy tùy bạn, đấy là cái mái nhà thì nó sẽ vững chãi hơn rất là nhiều bởi vì mình đã có móng. Thì khi này đến tháng 10 đi thi là bạn sẽ có thể chắc cú đỗ topic được. Đấy. Thế thì cái chuyện là nếu như mà chúng ta chọn đúng cái lộ trình thì chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền lệ phí đi thi, bởi vì bây giờ tiền lệ phí đi thi nó đắt hơn rồi nhá. Rồi là tiết kiệm được gì? Thời gian đi thi. Riêng cái ngày đi thi là mình đã mất toi một ngày để đi thi rồi, đúng không? Mất toi một ngày để ngủ nướng, mất toi một ngày để nghỉ ngơi rồi. Đấy, cái ngày đi thi chúng ta cũng mất thời gian và mất công sức chúng ta đổ dồn vào đấy. Thế thì các bạn hãy lựa chọn cho nó đúng đắn ở cái điểm như thế này. Thế làm thế nào để lựa chọn đúng đắn bây giờ, đúng không? Câu chuyện của chúng ta là làm thế nào để lựa chọn đúng đắn. Thì các bạn lắng nghe đây, làm thế nào để lựa chọn đúng đắn. Thế thì chúng ta có, mình giới thiệu với các bạn một cái score system này của Talking Korea đảm bảo cho cái sự thành công trong chứng chỉ topic, để lấy chứng chỉ topic của các bạn. Thì ở đây là một cái chữ score, là chữ viết tắt của chữ scientific, chữ course, chữ recommendation và chữ expert của trong tiếng Anh, đúng không? Cái tiếng Anh mình có thể đọc sai bởi vì là mình không phải giáo viên tiếng Anh, nhưng mà anyway, nó là viết tắt của những chữ đầu của những cái câu từ tiếng Anh này để tạo thành một cái score system của Talking Korea, và duy nhất chỉ có Talking Korea mới có. Thì cái system này nó là cái gì? Nó là bước thứ nhất thông qua level test để chẩn đoán một cách khoa học về cái năng lực của các bạn, xem các bạn đang đứng ở đâu, đúng không? Sau đấy thì chuyên gia, bước thứ hai, chuyên gia topic sẽ thiết lập được lên cái chiến lược học tập hợp lý cho bạn, cho riêng mình bạn thôi. Và step thứ ba là đề xuất lộ trình và khóa học phù hợp cho bạn. Sau đấy cộng với lại nỗ lực bản thân và tích cực nỗ lực học tập của các bạn thì các bạn sẽ chinh phục được thành công topic. Thì dĩ nhiên rồi, đương nhiên là nếu như mà cái hệ thống của chúng tớ, hệ thống của các chuyên gia topic của Talking Korea có xuất sắc đến như thế nào đi chăng nữa mà không có cái nỗ lực của bản thân các bạn thì cũng không được, đúng không nào? Các bạn có thừa nhận điều đấy không? Cô giáo có giỏi, cô giáo có nhiệt huyết, có tâm huyết đến đâu nhưng mà học sinh thì không chịu học thì cũng bằng thừa. Vậy thì một điều mình cũng muốn nhấn mạnh ở đây là các bạn cần phải có sự tự giác học tập nữa nhỉ. Rồi thế thì hệ thống của chúng mình thì là sẽ như thế nào? Nói không thì các bạn sẽ không tin, cho nên là mình sẽ luôn luôn phải lấy những cái con số cụ thể, ví dụ cụ thể để cho các bạn hình dung và dễ lắng nghe. Chứ còn nếu mà cứ nói chung chung thì các bạn sẽ không biết được đâu và cũng bỏ ngoài tai ngay. Rồi thì trong hai trường hợp cụ thể như thế này mình sẽ phân tích cho các bạn nghe. Rồi bạn Lê và bạn Trần. Thì bạn Lê và bạn Trần này đã làm bài test của Talking Korea và điểm bạn Lê là tầm 90 điểm, bạn Trần là 124 điểm. Thì cái điểm số này nhìn vào đây á, nó không có sự chênh lệch nhiều, nhưng mà chúng ta biết được điều gì ở đây? Đầu tiên đấy là thực kỳ của các bạn. Ở cái điểm thực kỳ này, hai cái điểm thực kỳ này là cao hơn lực kỳ. Thực kỳ cao hơn lực kỳ, đấy là một điều mình phát hiện ra được ở đây. Điều thứ hai mình phát hiện ra ở đây là gì? Điểm lực kỳ của bạn Lê này với lại bạn Trần thì sao? Bạn Lê thấp hơn bạn Trần
phân nửa, thấp hơn một nửa, cứ cho là một nửa đi. Đấy, thế thì lý do vì sao đây? Thì chúng ta sẽ xem lý do là gì đấy. Thực kỳ nhá, thực kỳ thì ở các yuhyeong, các dạng đề, topic các bạn ơi, các topic là nó luôn luôn có yuhyeong, là các cái dạng đề, cái câu này từ câu bao nhiêu đến câu bao nhiêu luôn luôn ra ở cái dạng đấy, đúng không? Và ý đồ của người ra đề luôn luôn là như vậy. Và cái gì? Cái cách thức người ta đánh giá, cái gì nhỉ? Cái mục đích người ta muốn đánh giá ở trong cái câu này nó là cái gì, luôn luôn nó có sẵn rồi. Đấy là những cái yuhyeong của topic nó ấn định như vậy rồi. Đấy, thế thì mình sẽ phân tích ở đây là bạn thực kỳ của bạn Lê và bạn Trần nhá, những câu đầu dễ, ok các bạn đúng, nhưng mà càng về những câu sau, càng những cái phân khúc đằng sau thì các bạn càng sai nhiều. Đấy là một điều mình có thể nhận ra, thế nên là bạn bị mất điểm. Và một điều nữa là ilki nào, so sánh nào, điểm đọc nghe, tại sao điểm nghe và điểm đọc của các bạn lại có sự chênh lệch như vậy? Bởi vì nghe nó là huê hoa, nó là các cái gì ở hội thoại thông thường, các bạn có thể học ở Ohua, nó tăng là người ta dạy cho các bạn điều đấy, ok rồi. Thế thì các bạn có thể mang như thế, mang cái năng lực đấy, mang cái kỹ năng đấy để đi thi topic thực kỳ của topic một la mã, ok, rất là tốt thôi. Thế nhưng mà đến ilki thì sao? Nếu các bạn không có ngữ pháp và không có từ vựng mà các bạn chỉ học gọi là hội thoại sương sương thì các bạn sẽ không thể lấy được điểm cao trong cái ilki này được. Và các cái câu, cái phân khúc đằng dưới các bạn nhìn mà xem, những cái phân khúc khó, những cái câu khó thì nó đều là gì đấy? Ồ, sai hết. Thế chủ yếu các bạn hay sai những cái câu nào thì mình đơn cử ra đây. Đấy, nếu không lấy ví dụ thì các bạn lại cũng không tin đâu. Rồi, mình đơn cử lấy ví dụ nhá. Dạng câu 31 đến câu 33 là người ta hỏi về cái gì đấy? Muo se thehan iyagimnikka, là hỏi cái câu này đang nói về cái gì, đang nói về điều gì. Thế thì với bốn phương án lựa chọn mình nhìn câu 31 đi. Câu trên cái phú kinh là chỉ là ví dụ thôi. Mình sẽ nhìn câu 31 là câu đề. Thì câu đề này người ta có saram nai khi cho với lại chikan, thì là các bạn hiểu cái từ vựng này là gì rồi. Nó không phải từ mới. Ừ, ok. Thế nhưng mà đến khi vào bài thì vẫn có thể sai. Lý do là vì người ta hỏi là hai cái câu này nó tổng thể nó nói lên điều gì, chứ không phải là một câu nhỏ lẻ, không phải là một chi tiết nhỏ lẻ. Thì bạn sẽ phải xem là gì đấy, nó tổng thể nó nói về cái gì. Thì cụ thể trong câu 31 này nó đang nói về thời gian, đúng không? Có buổi sáng và có 8 giờ thì nó đang nói về thời gian. Nhưng mà những cái câu như thế này các bạn cũng vẫn hay sai. Đấy, thế mới buồn cười chứ. Tiếp nữa là câu tiếp theo nha, mình cùng xem câu tiếp theo nào. Câu 46 đến câu 48 trong đề đọc nó hỏi về trung tâm sinh các. Cái câu trung tâm sinh các này ở trong topic 1 La Mã rất hay sai. Topic 2 La Mã lại càng hay sai. Nhưng mà tần suất nó xuất hiện ở trong đề rất rất nhiều. Lý do các bạn sai là vì sao? Là các bạn nhầm giữa cái trung tâm sinh các với lại một cái chi tiết ở trong đầu bài. Các bạn thấy cái chi tiết đề đều đúng, thế là bạn tích luôn nó là đáp án đúng. Nhưng hoàn toàn nó là sai. Bởi vì chúng xem tranh các nó chính là cái suy nghĩ tổng thể của cái đoạn văn này, nó muốn nói lên cái điều gì. Tức là ví dụ như cụ thể trong câu 46 này là nó có 3 câu, vậy thì là 3 câu này nó nói lên cái điều gì, chứ không phải là người ta đang muốn hỏi bạn điều đấy, chứ không phải là bạn chọn một chi tiết nhỏ. Rồi mình sẽ đọc thử một cái câu này nhé. 오늘 자동차 박물관에 갔습니다. Hôm nay là mình đã đi đến bảo tàng ô tô. 박물관이 작고 자동차도 많지 않았습니다. Ok. Rồi, ở bảo tàng thì nhỏ và cũng không có nhiều ô tô. 재미가 없어서 일찍 나갔습니다. Thế là nó không có thú vị gì cả nên là mình đã đi ra về sớm. Rồi, thế thì với ba câu này các bạn theo thống kê thì các bạn rất hay sai câu này, là các bạn cứ chọn đáp án là câu số 4. Ở câu số 4, lý do vì sao các bạn nhìn thấy 자동차가 너무 적었습니다. Ồ, câu này đây, nó ít ô tô. À, thế thì ở trên đầu bài nó có cái gì đấy? 자동차도 많지 않았습니다. Ồ, đúng rồi, mình chọn câu số 4. Sai. Câu này là hoàn toàn sai luôn, bởi vì đây chỉ là một chi tiết nhỏ lẻ, chứ không phải là suy nghĩ tổng thể của cái đoạn văn này, của ba cái câu này. Đáp án của chúng ta phải là câu số 3 mới đúng. 박물관이 마음에 들지 않았습니다. Là gì đấy? Mình không hài lòng với cái bảo tàng này. Mình hoàn toàn không thích cái bảo tàng này, bởi vì nó vừa nhỏ và nó vừa gì? Ô tô nó lại ít nữa, đúng không? Thế thì là mình ba câu này là mình thất vọng. Mình hào hứng mình đi nhưng mà mình thất vọng quá, mình quay về sớm, đúng không? Thế nên là 마음에 들지 않았습니다 mới là câu trả lời đúng của câu 46 này các bạn nhé. Tiếp đến
câu số 49, câu 50 thì đây là một cái dạng đề cuối cùng, hai câu cuối cùng của đề đọc topic 1 La Mã. Thì của đề 64 là đề gần đây nhất đấy các bạn. Thì sao đây? Nếu như mà nó không có bốn phương án lựa chọn ở dưới thì các bạn nhìn thấy cái kiểu ra đề này nó giống cái gì đấy? Giống cái gì? Giống câu 52 trong Suki của topic 2 La Mã. Đấy là một điều chúng ta nhận ra. Điều thứ hai nữa là gì? Nếu như mà cái câu này các bạn nhìn cái kiểu ra đề nhá. Rồi điền vào chỗ trống là câu 49 và câu 50 là gì đây? Chọn bốn phương án lựa chọn để điền vào chỗ trống là câu 49, còn câu 50 là gì đấy? Tìm chi tiết giống với lại đoạn văn đầu bài. Vậy thì là cái dạng đề này với lại cái dạng đề câu 19 và câu 20 ở trong topic 2 La Mã nó là cùng một dạng đề các bạn. Đấy là một điều mà chúng ta phải nhìn nhận, phải nhận ra. Nhận ra để làm gì? Nhận ra là thế thì là câu 49-50, câu 49-50 của topic 1 La Mã nó lại giống, nó là cấp 2, topic sơ cấp, topic cấp 2 nhỏ. Thì bây giờ dạng đề này người ta bê nguyên si cái kiểu ra đề đấy vào trong đề topic 2 La Mã với cái câu ở cái phân khúc đằng trước, đấy là câu 19-20 là cái câu phân khúc của topic cấp 4 các bạn. Nhưng mà với cái dạng đề thì na ná giống nhau, nhưng mà cái gì? Cái từ vựng và cái ngữ pháp nó khó hơn, độ dài nó cũng dài hơn, đúng không? Thế thì vấn đề đặt ra ở đây là gì? Nếu như câu 49, câu 50 của topic 1 La Mã bạn sai nhiều ở đấy thì chả có gì đảm bảo để bạn đúng ở cái câu 19, 20 ở trong topic 2 La Mã này cả. Đây chính là vấn đề mà bạn gì đấy? Cứ tham gì? Tham bát mà bỏ mâm là vì thế đây này. Tức là bạn cứ ham hố, chạy theo cái mục tiêu topic cấp 3, chạy theo cái mục tiêu topic cấp 4 của mình. Nhưng mà bạn quên mất rằng là bạn từ sơ cấp là bạn vẫn hay sai cái câu đấy rồi. Mà bạn không biết và bạn không bổ sung được từ cái sơ cấp. Đấy là chính là ở đời mà không biết mình là ai đấy. Mình không biết mình đang đứng ở đâu đấy. Đấy là một vấn đề mà các bạn phải thừa nhận, đúng không? Thừa nhận đi. Thừa nhận. Rồi, thế thừa nhận rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có cái phương án để dành cho các bạn. Phương án đấy chính là gì? Những cái course mà Talking Korea sẽ chút chọn cho các bạn. Thì với những trường hợp của bạn Lê này, thì bạn ý sẽ cần phải học bổ sung chu cấp mun pop là ngữ pháp sơ cấp, cộng thêm lại chu cấp yu hyong thì là sẽ sau đấy. Sau cái package này, sau cái gói này thì bạn ấy sẽ có thể học lên được xăm cấp yu hyong. Khi này bạn đủ cái vốn để bạn học lên ôn thi một cách chính thức vào topic cấp 3. Và trường hợp của bạn Trần thì sẽ chút cho bạn là chu cấp yu hyong là bạn học về những cái dạng đề của sơ cấp. Bởi vì như mình vừa phân tích là dạng đề của sơ cấp người ta bê nguyên sang dạng đề của topic cấp 3 và cấp 4, đúng không? Chỉ có điều nó khó hơn một chút thế thôi. Sau đấy thì là bạn có thể học theo cái package là cái gói bài giảng cấp 2 cộng cấp 3. Thì đã đưa ra lời khuyên như vậy rồi, đúng không nào các bạn? Thế là cái hệ thống score system này của Talking Korea là có hệ thống từ A đến Z. Từ bước level test cho đến bước gì lộ trình học của các bạn, kiểm tra năng lực của bạn ở đâu, phù hợp với mục tiêu của các bạn hay không, rồi là những cái lộ trình, những cái khóa học phù hợp với năng lực và với mục tiêu của các bạn. Ở Talking Korea thì có tất cả các khóa học đầy đủ rồi, phù hợp với lộ trình, năng lực và lộ trình của các bạn rồi, thì là có hết ở, có sẵn sàng ở Talking Korea rồi nhá, không việc gì phải băn khoăn cả. Còn nữa là cái điều cuối cùng của video này mình muốn nói là Talking Korea có cái Muryo Level Test. Thì chúng mình đã nhận đăng ký làm bài thi thử miễn phí cho các bạn rất là nhiều rồi. Nhưng mà ở cái chỗ này cũng rất là bực bội là các bạn cứ đăng ký và nhiều bạn là gì đấy, cơ hội thì nó không có nhiều mà còn không biết nắm lấy cơ hội cơ. Là thế nào? Bây giờ đi thi thật nó vừa khó, người ta vừa lùi kỳ thi, người ta hủy thi mà lại lệ phí thi đắt, rồi là đăng ký thi khó khăn, rồi là chảy ra chóc vẩy thì mới đăng ký được đi thi mà còn gì? Mà đây đấy là đi thi nhá, mà đây là được đi thi. Nếu mà đi thi thật thì để kiểm tra năng lực của mình ấy, mà đã chảy ra chóc vẩy như vậy rồi ấy, thì đây là đi thi của Talking Korea miễn phí, kiểm tra trình độ miễn phí cho các bạn mà các bạn còn không thèm làm. Thế thì có phải là có đáng để mình phải ngoi lên đây để
bày tỏ cái bức xúc đối với các bạn không? Đã bày ra hết tất cả rồi, các bạn chỉ việc xơi thôi thì mời các bạn xơi nhá, mời các bạn xơi thì kiểm tra trình độ thì có cái gì khó khăn đâu nào, đúng không? Bây giờ nhà em không có, em không có điện thoại, em không có máy tính, lên thư viện. Nhà em không có máy tính, mượn bạn, chạy sang hàng xóm hay là mượn anh mượn chị, có làm sao đâu. Một khi các bạn muốn làm thì các bạn sẽ làm được, đừng có viện cớ đấy nhá. Thế nên là Moodle lấy Bethesda của Token Korea là có từ A đến Z, có đầy đủ, có sẵn sàng cho các bạn rồi, các bạn chỉ việc đăng ký và vào kiểm tra năng lực thôi. Đừng lãng phí tiền bạc và thời gian cho những điều không đáng các bạn nhá. Bye bye các bạn, hẹn các bạn ở lần sau. Hôm nay bức xúc hơn nhiều.